gì vậy trời? Oh wow. Đây đây, đem đồ vô, đem đồ vô. Đem đồ vô, đem đồ vô. Yeah, JD, bring it to our house. Bring it inside. And then come to Dolores' house later. Đi con, ra đây con. Đem vô đây. And then you come to her house later. Ok, put it down. Bỏ xuống đây, bỏ xuống. Rồi, lấy cái kia nữa, bật kia nữa. Ok, see you later. Trời ơi, hai người hung nhau rồi, hung hái tim bạc 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 bạc, hung 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 sao, hung sao. Rồi, ok. Then, look. Then, Katie, wash your hand. I wash your hand too. Ok, I'll wash my hand too. Wash my foot. No, you don't need to wash your foot. Your feet. No, my foot. Đây. Rồi, bây giờ đi ra ngoài chơi nè. Hả? Buổi chiều đẹp dữ ta. Chiều đẹp dữ ta. Hiện tại bây giờ là Hi. No. Cái gì? Chip. Cái bà đã đứng qua khen cái đôi dép của nó, qua đứng qua khen cái là nó đứng nhảy. Thôi đi tiếp mà, đi đi. Hiện tại bây giờ là 8 giờ nha cô chú. Trời chưa tắt nắng luôn nè. Wow. Đi con. Zip it. Zip it. À, con nhảy cà tưng vậy hả? Yeah. Con nói coi đây nha. Giờ chơi nói đi nhảy. Chơi nói đi nhảy cà tưng cà tưng. Nhảy cà tưng cà tưng. Chị đâu? Ai biết, chị với anh đi về rồi. Chị đâu? Không anh nè. Không anh nữa hả? Dạ. Chị thôi hả? Dạ. Sao rồi, sao không chơi với anh, kể mày nghe coi. Sao không chơi với anh? Không chơi anh với chị thôi. À, không chơi anh chơi chị thôi. Mà lý do tại sao mà không chơi anh chơi chị thôi? Thì hết anh. Ừ, hết anh sao? Thì hết anh vô nhà anh chị. À, chị anh đi vô nhà rồi, anh đi về rồi. Mẹ mời chị tao. Con đi lại nhà chị coi, con kiếm chị coi. Con đi lại nhà chị, con kiếm chị coi, chị đâu? Cái gì vậy, tay chay tự nhiên đứng rồi, làm gì vậy? Hả? Nhổ cỏ hả? Dạ. Con nói đi, cỏ. Của cỏ để mà cỏ. Cái gì? Cái gì? Quá trời đất. Quá trời đất luôn. Watch. Ồ, con coi cái bả kìa. Watch. Watch, nó kêu nhìn kìa. Đất. Con nói cô chú ơi, nhìn kìa. Dịch quá trời luôn. Đúng rồi. Quá trời dịch luôn. Hãy kiếm chị. Đi kiếm chị phải không? Cái quần. À, chạy đua với mẹ đó. Bây giờ không, chú thấy không? Bây giờ nói tiếng Việt không, thấy không? Nó làm biết nói tiếng Việt rồi đó. Ừ, nói tiếng Anh không rồi đó. Giờ làm biết nói tiếng Việt rồi đó. Nè, chay đấm vô cái này nè, cô biết cái này làm gì không? Cái này đó để mình đấm vô nè, khi mà mình tức giận mình đấm vô này nè. Con lại con đấm cho cô chú coi. Đúng rồi. Chị đấm. Đấm đi. Đấm đi. Khi mình tức giận là mình đấm vô cái đó đó. Mẹ với mẹ. Cái cô này là chuẩn bị dọn nhà đi nè mọi người. Khi cổ có mua cái này cho con trai của cổ mà giờ đi không có đem theo. Cô hỏi Ngọc là có cần không, Ngọc nói không. Dựng lên. Đó. Đó, đấm đi. Đấm mạnh vô. Đấm mạnh vô. Đúng luôn, đúng luôn. Ai gì cái cây đó để đứng đó chứ ai gì. Mẹ ơi, ai đó mẹ ơi. Giữa nhà làm sao? Chị chắc chị vô nhà ăn cơm tắm rửa rồi đó chay. Chị là ở trong nhà chị có mấy cái thùng rồi quá trời kìa, để chị dọn nhà đó, chị sắp đi rồi đó. Ờ, nhưng mà cái người mà dọn vô à, cái nhà này hồi bữa chưa nói với cô chú là nhà này không có bán, chỉ là để lại cho người khác thuê thôi.
Một tháng là 1.500, 1.500 đô. Cái nhà này nè. Đó. Rồi cái gì đó. Mà cái người mà dọn tới cái nhà này là người mẹ không có chồng. Ủa lộn, người một người phụ nữ không có chồng nhưng mà có đứa con bằng tuổi Chay luôn. Nên là Chay sẽ có bạn mới. Chay sẽ có bạn mới đó cô chú ơi. Đa số những người mà ở chỗ này á, thứ nhất á, là độc thân nè. Là cái thứ nhất. Thứ hai á, là không chồng, không vợ, hoặc là đã ly hôn. Tại vì đây là condo mà. Hoặc là hai vợ chồng già, con cái lớn hết rồi. Con mèo quá chứ ai. Hoặc là đó, hai vợ chồng có một đứa con như Ngọc. Đó là những người ở những cái dạng condo này. Cái xong rồi cái đẻ thêm hai ba đứa, cái mua căn nhà bự ha. Cái xong rồi nuôi con lớn lên đi ăn rồi đi học đại học xong hết tất cả mọi thứ rồi. Ừ. Đúng rồi, đi học cái gì đó, ăn đại học xong rồi cái hai vợ chồng ở nhà bự quá làm gì. Đó. Một là bán, hai là để đó cái đi dọn lại ở cái condo nhỏ nhỏ này rồi vậy đó. Tại vì nếu mà lớn tuổi rồi mà ở nhà bự á phải chăm sóc nhiều lắm, phải cắt cỏ rồi phải cái này cái kia rồi kia nhiều thứ á. Còn ở condo này là người ta sẽ tự cắt cỏ, mình ta tự lo hết mấy kia, người ta tự cào tuyết cào đồ đó vậy đó. Nó khỏe hơn. Cô nói tiếng Việt giùm cho mẹ được không Chay? Wet là gì? Wet my shoe nữa. Giày con ướt rồi. Đúng rồi. Mang vô. Nói tiếng Anh không à? Con nói gì vậy Chay? Nói tiếng Việt mẹ nghe coi. Lá cờ đó cờ gì vậy Chay? Chay, cái này là lá cờ nè con. Lá cờ. Lá cờ Mỹ. Đúng rồi. Đâu quay lại đây cho mày chụp tấm hình với lá cờ Mỹ coi. Chay nào giờ chưa có tấm hình với lá cờ Mỹ nè. Chay quay lại cho cô chú chụp, quay lại cho cô chú chụp tấm hình với cờ Mỹ coi. Con này. Mới mẹ chơi chơi. Đồ chơi đâu? Chơi bên kia. Ừ đúng rồi, đồ chơi đó đúng rồi. Đúng rồi, bộ chơi bỏ ra. À, nhắc tới đồ chơi đó mới nhớ. Ở trong chiếc xe, ở trong xe của Ngọc á, xe mà Ngọc chạy đi hàng ngày á, cái nó nằm ở trên cái ghế đó mà nó nhìn ở trong ở trong xe, ở dưới cái chỗ nào thở dưới cái vô lăng á, có một cái kẽ hở. Mà kẽ hở đó là có thể thấy được những cái sợi dây điện ở bên trong, mà dây điện ở bên trong là màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu nói chung là đủ màu hết đó. Cái tự nhiên cái nó nhìn nó thấy được mà Ngọc không bao giờ thấy nha. Nhìn nó thấy được, nó nói mẹ muốn chơi đồ chơi. Cái Ngọc nói ủa đồ chơi đâu chơi. Cái nó chỉ, nó chỉ đó mà ráng nhìn hoài luôn mà không bao giờ nhìn thấy được. Cái Ngọc mới xuống cái chỗ ghế của nó ngồi á. Ngọc mới hả, cái con nó nhìn chỗ nào ai ngờ nhìn vô chỗ mấy cọng dây điện á. Nó nói mẹ lấy đồ chơi. What is that? Cái gì? What is that? It's a rock? Yeah. Magic rock. Magic rock. Cục đá hả? Đầu cá dục. Dục, à, bây giờ dục đi. Dục cục đá đi. Dục làm sao? Trời ơi, nói tiếng Anh. Nói tiếng Anh không, nó thiệt khổ ghê. Đó. Ủa, mày bị sát gì mà mang kiểu gì mà mỗi đứa một nơi vậy? Mỗi người, con nói đi, mỗi người một nơi. Gà chạy là nè, nhưng mà bây giờ con phải nói cái câu là mỗi người một nơi, nói đi Chay. Ai ở đâu con nói đi, mỗi người một nơi. Coi chừng chọi chúng mẹ. Rồi chọi chúng mẹ là mẹ đang mày hóc hu á. Wow. Đâu rồi? Ừ, con nói đi, con nói mỗi người một nơi. Một hai ba. Hai ba vô. Cô chú ông bà gọi điện thoại mua nhiều hoa ngày Tây á, trời ơi mà ai cũng nói trời ơi thích cô gia đình lắm, mà thích nhất là Chay.
ai cũng khoái chay, mà có cô chú gọi tới là chay, có chay nằm kế bên là Ngọc cho chay. Hello, hello cô, hello bà, mà chay cũng chịu, lâu lâu thì chịu mà lâu lâu chướng chướng thì không chịu, tùy theo cảm xúc. Mà cô chú ông bà thương chay quá, nhớ để ý em, nó chạy ăn mình, rồi coi chừng nước, rồi dặn ăn coi chừng mắc cổ, mắc nghẹn. Nói chung là cô chú ông bà thương chay quá lắm. Hello. Josie, that's Josie. Say hi, Josie. Hi, thank you. How you doing? I'm good, how are you? Good. Come on, Josie. Say bye-bye, Josie. You want to play, don't you? Josie's still a baby, too. Josie's only 7 months old. Aww. Yeah. Chó mới 7 tháng à. But she acts like the big boss. That's a cute rock. Thank you. Trời, nó khoe con có cục đá. Okay, see you later. Nó nói con có cục đá, cái ông nó nói trời cục đá dễ thương quá trời, trời. Mỹ nữ nè, nói chuyện thôi. Thấy mỹ nữ nói chuyện không? Miệng lưỡi lắm, cục đá dễ thương. Ừ. Mỹ là nai lắm. Nói chuyện ra là cái gì đó. Là ngọt ngào, là từ ngữ rồi này kia dùng dữ lắm. Có mình Ngọc là cuộc đời Ngọc là khô cứng rồi đó. Khô cứng khô cằn. Chó mới 7 tháng đó. Ông đó lỡ mình đó, rồi nuôi con chó theo đó. Nói chung là nhà này ai cũng mình nữa đó. Trời, đi đâu quá. Đó, nhưng bởi vậy nó là thủ lĩnh của xóm này nè. Đâu có ai có con, có cái, có cháu, ngoại gì. Nó là thủ lĩnh nè. Nó mà đi là sớm này buồn lắm, anh chứ không phải giỡn đâu nha. Đừng có giỡn với cái sức mạnh của chay à. Khi mà đi là cái sớm này là buồn thiêu luôn á. Như là cái chú đó là cũng ở mình nè, thấy không? Rồi cái cô này thì có một người bạn trai ở trên nhà đó, thì cũng có ở trên nhà này Ngọc không bao giờ tiếp xúc, mà cũng thấy cũng có hai người à. Ở đây thì cũng Ngọc cũng không bao giờ tiếp xúc. Cái này thì chú này ở nhà mình, cái cô này thì cũng ở với hai đứa con. Ở trên kia thì bé kia hai mấy tuổi, còn bên đây thì chưa bao giờ tiếp xúc. Quá rồi, suy nghĩ, đứng suy nghĩ. Trời, hơi khó đi kìa. Đi con. Mami nấu gì? Cái gì con? One, two, three, go. Wow, hay ta. Ha ha ha. Đá cái đít kìa. Đá cái đít. Thì ăn chó nữa kìa chơi kìa. Trời, kêu đá cái đít, nó đưa cái đít nó ra kìa. Đưa đây, đưa đít đây. Đưa đít đây, tôi đá cho coi. Đưa đít đây mẹ đá. Đây, đưa đít đây mẹ đá cho. Không, mẹ không có, mẹ con muốn mẹ chọi cái đá vô, đưa đít con hả? Đưa đây mẹ chọi cho. Thích phải không? Rồi, đưa đây chọi cho. Rồi, quay đít lại. Rồi, chổng đít ra. Chu đít ra. Chu đít ra mẹ chọi. Đứng chu đít ra mẹ chọi. Đứng xa ra. Đứng xa. Lấy tay ra. Không được. Con mà đứng mà đưa cái đít ba kia, muốn vọng vô mặt đứng mà còn điệu hạnh nữa. Đứng mà điệu hạnh nè. Chổng cái đít ra mà đưa một cái đít nghiêng qua đời. Đẻo cái người qua được, ớn ăn ba không? Chay đâu, đứng chu đít lại coi chay. Trời, cái clip này là cô chú sẽ cắt ra nè. Chay, đứng đó, chu đít ra mày coi coi. Chu đít ra, quay lại chu đít ra mày coi coi. Mẹ, làm rớt chứ ướt cái màu hen. Là sao nói lại coi, không hiểu. Nói lại. Là sao? Là con làm rớt cái cục đá ở dưới cái thảm cỏ. Đúng không? Xong rồi cái con lấy tay con lụm thì á hả, ở dưới thảm cỏ nó bị ướt đúng không? Rồi làm ướt tay con đúng không? Dạ. Rồi hiểu rồi, thấy không? Thấy tôi hay không? Nó ướt tay màu hen là biết nó rồi đó. Chay chu đít ra chay.
chú Đích coi, chú Đích coi. Chú Đích. Ừ, ngàn rồi giờ lại người ta có vài cục đá đó mà lại xin đá hoài vậy trời. Cô kể cho cô chú nghe đó, video của hôm qua đó. Trời ơi, nó ghét Ngọc nói chuyện điện thoại dữ lắm. Điện thoại mà tới là nó làm, nó cố tình nó làm để cho mình nói không được á, phải không? Nó la sùm, nó mẹ đâu này kia hết nọ. Để cho mình đừng nói chuyện thôi. Rồi không biết tiền, không biết rồi tiền đâu tôi mua sữa cho nó uống nữa. Hả? Con nói gì sao? Ai, ai? Ai? À, không bóp dây nữa hả? Chú Đích coi coi. Chú Đích ra coi coi. Chú Đích ra coi đây, mẹ cho mày, cho mày lụm cục, mày kiếm cục đá cho. Đứng chú Đích ra nè, mày kiếm cục đá coi. Đó, chú đứng chú Đích mày coi coi. Chú Đích à. Chú Đích à. chú bên kia, chú bên kia. Bên kia. Chú bên kia. Điều hành mới. Cứ ngăn ba thì cái. Rồi đây mày kiếm cục đá cho nè, lại đây mày kiếm cục đá cho. Rồi hồi nãy